chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì hôm nay mình tiếp tục lại quay cái chiếc phà hút cá này cho mọi người xem đây. Chiếc này là còn cái chiếc phà não giác nữa nha các bạn. Thì hôm nay thì đã hoàn thiện 100% rồi. Hôm nay mình sẽ review chi tiết với vận hành thử ở trên bờ cho mọi người xem rõ hơn về cái cơ cấu hoạt động của cái chiếc này. Thì cái chiếc này cái dàn khoa của hình như là từ cái đầu cái mũi khóa này vô trong kia là 10m nè các bạn. Cái thân tàu thì dài 12m, khoan được độ sâu là 6m, chiều ngang là 5m5. Gắn cái động cơ là VXT 330 các bạn, 1050 CV. Hộp số là 1,5 tua, bơm được 2 km. Cái chiều dài mình bơm được 2 km là 1 giờ mình bơm được 3.000 khối lỏng nha. Còn khối đặc thì nó tầm khoảng 300. Cái ống vô thì đây, cái ống hút vô đây. Cái ống hút vô là 355 nha các bạn. Còn cái đầu ga ở ngoài sau đuôi thì 315. Đây, còn cái phao thì cái đường kính nó là 1m2. Thì bây giờ máy ảnh đang chuẩn bị hoàn thành cái phần trên để mà nổ máy vận hành thử cho mọi người xem nha. Thì hôm nay mình sẽ quay chút xíu nó là cái đầu mũi khóa này sẽ lăn trên bờ. Rồi nâng lên hạ xuống rồi đưa qua đưa lại cho mọi người xem về cái phần chi tiết đó. Cái ống này là ống T-Bend thủy lực, cái chịu lực của nó là 500kg nha các bạn. Còn đây là cái cục bót ngôi sao 5 cánh. Cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình, anh em nào mà có nhu cầu đóng mới hoặc là sửa chữa thì cứ liên hệ nha. Đây là cái chậu chữ A nè, cái chiếc này là ở nơi khác đóng rồi đem lại chỗ anh Nhân này sửa chữa nha các bạn. Đây cái chậu chữ A để mà chịu cái dàn khoan. Ở trên chỗ thì anh em thợ thầy đang gấp rút là hoàn thiện cái phần máy móc ở trên đó. Cái đó là cái VST 30 1050 mã lực, hộp số ship nhâm lại các bạn, còn có 1,5 tua à. Để lấy cái tốc độ để mà bơm rất là lớn luôn. Để chút xíu nữa mình đi chở mình khám phá cho mọi người xem nha. Giờ mình sẽ đi ra dài ra phía ngoài sau cho các bạn xem phần ngoài sau đuôi nè. Ở ngoài sau đuôi là sẽ có hai cây sào. Giống như là hai cây sào để mà mình cạnh xuống khi mà cái này là để mình cạnh xuống khi nào mà mình cần kiểu như là dừng tại chỗ đó các bạn. Đây còn đây là cái ống ga đây các bạn. 315. Nó sẽ bóp như thế này. Cái này hình như là cái mắt trâu. Hình như là chừng nữa sẽ có những cái ống khác nối vô trong này. Cái này thì mình chưa có gõ nè. Để chừng nữa mình hỏi anh Nhân lại. Nó còn cái phần T-ben thủy lực ở trên này các bạn thấy không? Nó hai cái T màu xanh đó là để nâng hạ hai cái trụ chống trời này nha các bạn. Hai cái trụ này rất là khổng lồ. Đây phía mà sau đuôi các bạn thấy không? Ở ngoài sau đuôi này đã hoàn thiện 99% rồi, chỉ còn là gáp vô rồi thêm mình sơn cái nữa là ok nha các bạn. Phần phao. Rồi bây giờ sẽ đi lên trên hầm máy cho bạn xem, ảnh sẽ khởi động máy dưới hoạt động cơ cấu của nó cho mọi người xem nha. Dạ. Rồi anh đợi được rồi đó. Đây là cái hệ thống ở trên cái tiếp lô của mình điều khiển nha các bạn. Dạ. Ở đây hả anh nha. Đây rất là đẹp các bạn thấy không? Trời ơi giống như là kỹ sư điện. Cái này kỹ sư điện gáp cái gì vậy? Ôi nó đẹp nè. Rồi. Rồi. Quá dữ rồi. Comment VST 330. Điều khiển nhanh chậm nha các bạn. Cái này là cần số chạy tới chạy lui.
đây, bây giờ mình sẽ đi xuống đây quay cái đầu cho các bạn xem nha. Cái đầu khóa nó sẽ xây như thế này đó các bạn. Wow, cái tốc độ của nó được đi nhanh chậm theo cái ý anh muốn luôn. Tại vì anh có cái volume dặn ở trên chảnh đó. Dưới thêm nữa là cái hàng này nó có thể quay ngược chiều được luôn các bạn. Để mà xả rác, khi mà mắc cỏ gì đó là nó, anh sẽ quay ngược chiều lại như thế này. Quá dữ. Tại vì do cái phần dây cáp tời anh chưa có câu vô nên không có thể nào mà nâng hạ được. Bây giờ mình sẽ đi lên trên chảnh coi cái máy chạy nha. Đây. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ hoạt động như thế đó nha các bạn. Cái dòng niền bánh trớn ở trong này là nó cũng xoay theo luôn nè. Lên trên cho các bạn xem cái máy cái. Đây cái bơm thủy lực nè các bạn ơi. Bơm thủy lực hai bơm. Để mà nâng hạ nha các bạn, nâng hạ với đưa qua đưa lại. Đa toàn bộ là xài bằng thủy lực hết trơn luôn. Và cái tốc độ mong muốn là sẽ quay nhanh quay chậm theo ý mình muốn nha các bạn. Được anh Nhân ơi, được anh Nhân, tắt máy đi anh Nhân ơi. Cái hơi máy đi ghê trời. Cái này để chừng nào mà ảnh hoàn thiện xong 100% đem xuống nước thử, mình sẽ quay thêm một video nữa cho mọi người xem nha. Bây giờ anh hoạt động ở trên bờ cho các bạn xem nè. Đây là mấy cái tụ điện. Ủa cái này là thợ điện. Ai gáp đẹp dữ trời. Này là chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp luôn rồi. Đây các bạn, giờ mấy cái cọng dây điện nè. Không dư nhưng mà cũng không thiếu luôn. Mọi thứ nó đều rất là gọn gàng. Còn đây là cái dàn hệ thống mà hồi nãy anh điều khiển đó. Mấy cái này là mấy cái bơm nhớt. Lần trước mình đã có review cho các bạn xem rồi. Để hôm nào anh hạ thể anh xuống dưới anh chạy thử, mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem nha. Tại vì cái giò nước nó bắn ra giống như là một cái giò rồng như đó các bạn. Ở đây thì mấy anh thợ đang chuẩn bị hạ cái cabin này xuống. Ủa cái cabin này là mình gời luôn hả? Dạ gời. Dạ. Cái phần cabin này là gời nha các bạn.
Rồi đường năng lên hạ xuống đi, mà mình muốn kiểm tra máy móc hay gì đó cho nó thoải mái một chút. Thôi bây giờ anh hạ xuống đây. À, hạ xuống như thế là ok nha các bạn. Rồi chừng nào mà mình muốn cần làm gì đó thì mình dỡ lên rất là gọn. Với thêm cái nữa là thoải mái, mình đứng trong chổng mình khỏi thơm thơm nó đụng đầu. Quá trời, cái vàng cái mũi phá đó nó quay dần nó đã ghê các bạn. Với thêm cái máy cái hơi quá trời chắc luôn. Cái máy này 1050 mã lực. Cái hơi máy các bạn nghe nổ nhức nách thiệt. Chỗ này là có một cái ống nè. Cái ống này bằng nhựa, cái ống này để tạo độ co giãn ngay chỗ cái co ngay chỗ đó đó các bạn. Không có cho nó bị gãy ống. Cái này anh mua chắc anh chuẩn bị gáp cho cái chiếc 1006 của anh. Ở những chiếc tàu này thì người ta không có kêu bằng tấn nha các bạn, mà người ta kêu bằng công suất của máy. Giống như cái chiếc này người ta kêu bằng chiếc 1001. Còn cái chiếc mà anh chuẩn bị đóng cái chiếc kêu bự hơn là 1006. 1006 có nghĩa là cái máy đó là 1600 mã lực. Còn chiếc này kêu 1001 là cái máy này là 1100 mã lực các bạn. Tức là như thế nha. Tại mấy chiếc này thì đâu có chở hàng quá gì đâu mà tính toán các bạn. Đợi anh hoàn thành xong cái dàn cẩu tời với đưa qua đưa lại nữa, đem xuống nước để mà hoạt động cho các bạn xem, thì mình sẽ quay thêm một cái video nữa gửi đến cho các bạn nha. Rồi thì nãy giờ cũng giống như là mình đã quay cái cách hoạt động ở trên bờ cho các bạn xem rồi đó. Thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Khi nào mà hoạt động ở dưới nước nữa là mình sẽ quay thêm một cái video nữa cho các bạn xem. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.